Ở trận gia quân ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024, Man City đến làm khách trên sân của Burnley. Trước đối thủ yếu hơn nhiều, đội đương kim vô địch dễ dàng áp đảo và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ tư thì Rodri thực hiện cú đánh đầu chiến thuật để Holland dứt điểm một chạm bằng chân trái, tung lưới đội chủ nhà. Sau đó thì Man City vẫn chiếm ưu thế nhưng Burnley dần lấy được thế trận và có một vài pha lên bóng khá con nét khiến hàng thủ Man xanh phải có những tình huống tương đối vất vả. Phút 24, Man City gặp bất lợi về nhân sự khi Brenner bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Guardiola vẫn biết cách vượt qua khó khăn để có thêm bàn thắng. Phút 36, Alvarez chuyển bóng cho Holland, tung giặc cú cứa lòng đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này cũng là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, thì Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn là đội chơi trên cơ khi Burnley không đủ lực để dồn ép đối thủ. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách đã có bàn thắng thứ ba ở phút 75. Tiền vệ Rodri có tình huống chấp thời cơ tốt sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Burnley để ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-0. Trận thắng 3-0 trước Burnley không chỉ đem về cho Man City khởi đầu thuận lợi ở ngoại hạng Anh, mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên Guardiola có đà tâm lý tốt trước trận siêu cúp châu Âu gặp Sevilla vào giữa tuần sau.